Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 42. Người đàn ông lôi thôi từng có ước mơ trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Chỉ là muốn theo con đường này mà không có vốn thì quá khó khăn, lựa chọn ổn thỏa nhất là làm giáo viên, bác sĩ. Mà nói thật ra thì học y cũng cần gia đình có vốn. Gia cảnh của người đàn ông bình thường, cha mẹ muốn ông ta sẽ tìm được một công việc ổn định. Vì thế trong lúc tức giận ông ta đã bỏ nhà trốn đi. Từ đó về sau trở thành một người vẽ tranh lang thang. Khi đó Vân Lộc Đại Sư còn chưa nổi tiếng, người đàn ông cũng không mô phỏng theo bất cứ ai, tất cả bức tranh đều do chính ông ta vẽ. Chỉ là không có ai thưởng thức. Cho nên trước kia người đàn ông này vẽ rất nhiều nhưng chỉ đủ cho ông ta ăn cơm. Mà số tiền đó là do rất nhiều người thấy ông ta đáng thương nên bố thí cho chứ không phải vì thích tranh của ông ta. Người đàn ông lôi thôi cũng có lòng tự trọng, tình nguyện dùng cách nửa ăn xin như thế này để nuôi ước mơ chứ không chịu thỏa hiệp quay về nhà. Lưu lạc một thời gian thật sự bồi dưỡng thêm cho ông ta một loại khí chất phóng khoáng. Mãi tới một ngày, tác phẩm của Vân Lộc Đại Sư đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng dấy lên sóng to gió lớn trong giới hội họa. Khi người đàn ông này nhìn thấy tác phẩm của Vân Lộc Đại Sư, bỗng như cảm nhận được sự đồng điệu, sau này càng xem càng mê mẩn, càng sùng bái. Ban đầu ông ta nhặt được một tờ tạp chí, trên đó có bức họa hùng ưng đậu trên cây, đồng thời còn có vô số đánh giá của các đại sư khác. Vân Lộc Đại Sư là kỳ tài hiếm gặp, phong cách đặc biệt, hoàn toàn không có ai mô phỏng được. Người đàn ông này vì để chứng minh bản thân đã quyết định sau này sẽ bắt chước phong cách của Vân Lộc Đại Sư. Ban đầu cũng gian nan, mãi tới mấy năm sau mới bắt chước được một chút ý, đây là nhờ kinh nghiệm lang bạt khắp nơi mấy năm qua. Cho nên khi nhóm của thanh niên đầu đinh tới khen ông ta, có thể hiểu được trong lòng ông ta kích động tới mức nào. Lang thang nhiều năm như thế, cuối cùng cũng có người phát hiện ra tài năng của mình. Lại nghe thanh niên đầu đinh nói có thể giúp ông ta có nhà lầu xe hơi, người đàn ông lại càng kích động, vội vàng hỏi nên làm thế nào. Sau đó ông ta mới biết thanh niên này muốn mình cải trang thành Vân Lộc Đại Sư đi lừa tiền. Người đàn ông lập tức từ chối. Vân Lộc Đại Sư là thần tượng của mình, sao mình có thể làm chuyện như thế được, chẳng phải là hủy hoại danh tiếng của Vân Lộc Đại Sư sao? Không phải là khinh thường Vân Lộc Đại Sư sao? Người đàn ông tức giận tỏ ý mình không làm được, tuyệt đối không. Nhóm của thanh niên đầu đinh cũng không buông tha, bám theo ông ta một thời gian rất dài, cứ đến tìm, khuyên, đầu độc ông ta. Mãi tới một ngày thanh niên đầu đinh lấy ra 10 vạn tiền mặt, không phải thẻ, cũng không phải chỉ phiếu, mà là cái túi chứa 10 vạn tiền mặt ném xuống trước mặt ông ta. Từ khi trốn nhà đi, người đàn ông này vẫn luôn sống một cuộc sống thiếu thốn, đột nhiên có ngần ấy tiền ở trước mặt, mà còn là từng xấp tiền giấy đỏ hồng, ông ta đã chấn động cỡ nào. Người đàn ông lôi thôi không thể làm gì khác hơn là dưng dưng nhận lấy. Xin lỗi thần tượng, không phải tôi muốn mạo phạm ngài, mà vì bọn họ cho tôi rất nhiều. Từ đó về sau, nhóm Vân Lộc Đại Sư giả này được thành lập, đồng thời lừa được không ít tiền. Chỉ là chẳng ai ngờ hôm nay lại đụng phải chính chủ. Người đàn ông quỳ xuống đất. Đúng vậy, ông ta quỳ thẳng xuống trước mặt Lục Vân. Không ai ép ông ta cả, là do cảm giác áy náy không gì sánh bằng trong lòng thôi thúc ông ta làm vậy. Đại sư, xin ngài tha thứ cho tôi vì đã mạo phạm. Sau này, tôi sẽ không bao giờ làm chuyện như thế này nữa. Hu hu. Người đàn ông đột nhiên bật khóc. Mọi người xung quanh ngơ ngác một hồi lâu bị tiếng khóc này thức tỉnh, ai nấy đều lộ vẻ xót xa. Bọn họ lại vừa giúp Vân Lộc Đại Sư giả công kích Vân Lộc Đại Sư thật, đây là chuyện hoang đường tới mức nào chứ? Mấy phú thương chạy đi lấy tiền lúc này gần như đã về hết, nhìn người bọn họ vốn nghĩ là Vân Lộc Đại Sư đang quỳ trước mặt một thanh niên, đều rất bối rối. Thế này là sao? Bọn họ hỏi người xung quanh mới biết được, lúc bọn họ rời đi lại có một thay đổi lớn đến thế. Suýt nữa đã bị lừa rồi, cũng may Vân Lộc Đại Sư thật đã xuất hiện. Những phú thương này cũng lập tức nhìn về phía bức tranh hùng ưng đậu trên cây mà Lục Vân vừa vẽ. Ánh mắt nóng bỏng cực kỳ. Đây mới là bản chính. Bọn họ vừa định mở miệng nói chuyện thì đột nhiên Lục Vân giơ tay lên phẩy một cái, bức tranh mà hắn vừa vẽ nháy mắt đã biến thành mảnh vụn. Này, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Bức tranh giá trị hàng trăm triệu cứ thế mà bị tiêu hủy ư? Không hổ là Vân Lộc Đại Sư, hơi bốc đồng. Mọi người đau lòng muốn chết, giống như thứ mà Lục Vân vừa xé nát là hàng trăm triệu của bọn họ. Lục Vân thì ngược lại,
không hề đau lòng chút nào mà quay đầu nhìn thanh niên đầu đỉnh, cười độc ác nói. Ban nãy bảo thua cuộc sẽ quỳ xuống dập đầu đúng không? Thanh niên đó còn chưa lấy lại tinh thần sau cú sốc, gương mặt đang dại ra. Thanh niên trước mặt anh ta chỉ dùng 2 phút đã vẽ được bức hùng ưng đậu trên cây thì thôi đi, mà sau khi vẽ xong còn xé nát luôn, rõ ràng là không muốn họ lợi dụng được. Đồ đáng chết, tao mặc kệ mày có phải Vân Lộc đại sư chó má gì không, hôm nay đập vỡ chén cơm của tao thì tao cũng sẽ cho mày nằm mà ra khỏi chỗ này. Thanh niên đầu định lấy lại tinh thần cũng không, có vẻ hối hận gì, ngược lại trong mắt còn lộ ra vẻ hung ác, đe dọa Lục Vân. Nhóm người của bọn họ cũng chẳng yêu thích gì hội họa, cũng không phải fan của Vân Lộc đại sư, chỉ là một đám lưu manh mà thôi. Tìm người đàn ông lôi thôi kia cũng vì ông ta có giá trị lợi dụng. Bây giờ có người đập chén cơm của bọn chúng, ai quan tâm có phải Vân Lộc đại sư thật hay không, cứ đánh là được. Gã đầu định không những không thực hiện cá cược là quỳ xuống dập đầu trước Lục Vân, ngược lại còn lộ vẻ hung ác, hiển nhiên không chuẩn bị để Lục Vân đứng thẳng rời khỏi nơi này. Khi gã buông lời tàn nhãn thì trong một loạt cả trai lẫn gái phía sau có 7-8 người đàn ông thân thể cường trắng đi ra. Vẻ mặt của ai cũng rất hung ác. Cắt đứt đường tiền tài của người ta như giết cha giết mẹ, hiện tại đường tiền tài của bọn họ bị Lục Vân chặt đứt, tương đương với bị Lục Vân diệt cả nhà. Sao có thể dễ dàng buông tha hắn như vậy? Tuy quần chúng chung quanh đã biết thanh niên trước mắt chính là thần tượng đại sư Vân Lộc của bọn họ, nhưng vừa thấy đội ngũ hùng mạnh của gã đầu đinh thì lập tức rén. Nhưng thật ra có mấy người nhà giàu mang theo vệ sĩ ra cửa muốn mượn cơ hội này thân cận với đại sư Vân Lộc, vì thế họ phái vệ sĩ đi ra ngoài chuẩn bị bảo vệ đại sư. Nhưng mà, mấy vệ sĩ vừa ra tay mới biết được đối phương đều là người biết võ, ai cũng tập công phu tán đả cực kỳ lợi hại. Kỳ thật ngẫm lại cũng hợp lý, nếu không có chút công phu thì làm sao bọn họ dám trắng trợn lừa gạt như vậy. Bao gồm gã đầu đỉnh kia cũng không biết học được thái quyền từ nơi nào mà đã thành thạo đánh ngã vệ sĩ của một phú thương, ra chiêu cực kỳ tàn nhẫn. Dừng tay, lúc này, người đàn ông lôi thôi quỳ trên mặt đất bỗng ngẩng đầu giống lớn một tiếng, hai mắt đỏ bừng, nước mắt còn chưa khô. Chỉ là ông ta vừa mở miệng thì gã đầu đỉnh đã đá một chân vào vai ông ta và cười lạnh nói, ngày thường làm ra vẻ còn chưa tính, con mẹ nó mày nghĩ mình cao sang lắm à? Không muốn chết thì ngoan ngoãn câm miệng cho tao. Người đàn ông lôi thôi trúng một chân, cảm thấy xương bả vai của mình như tan nát, trong nháy mắt đã ngã xuống đất. Thời khắc này rốt cuộc ông ta cũng tỉnh ngộ, tất cả đều là giả. Trước kia đoàn đội của gã đầu đỉnh khách khách khí khí với ông ta là bởi vì muốn lợi dụng thân phận giả của ông ta để vớt tiền, hiện tại đang nổi nóng nên tất nhiên sẽ không coi ông ta ra gì nữa. Một đám lừa đảo dối trá. Sau khi giải quyết xong mấy tên vệ sĩ, gã đầu đinh cười lạnh đi về hướng Lục Vân, đại sư Vân Lộc. Hiện tại mày còn muốn tao quỳ xuống dập đầu mày, không? Gã hài hước nói. Lục Vân rất chấn định, vẻ mặt thong dong, thậm chí khóe miệng còn hiện ra nụ cười, nói, nếu đã đánh cược, mày thua thì phải thực hiện. Mày thật sự không sợ chết? Trong mắt gã đầu đinh lập lòe tia sắc lạnh, Lục Vân nói, nếu tao sợ chết thì sẽ không đánh cược với mày. Ha ha, được, không hổ là đại sư Vân Lộc. Có cá tính. Nghe thấy Lục Vân trả lời, gã đầu đỉnh không giận mà còn cười rồi nói tiếp, như vậy đi, tao không làm khó mày, hiện tại mày vẽ tranh, chỉ cần vẽ cho tụi tao 10 bức tranh thì tao tha cho mày. Mọi người xung quanh lập tức cảm thấy trái tim run rẩy. 10 bức họa, cộng lại cũng có giá trị trên 100 triệu. Những người này chuẩn bị ăn một chầu cho no căng. Nhưng đối với đại sư Vân Lộc, nếu có thể dùng 10 bức họa đổi lấy sự an toàn của mình thì cũng đáng. Dù sao hắn chỉ hao phí một ít thời gian và sức lực mà thôi, không lỗ. Nhưng nằm ngoài dự đoán của mọi người là Lục Vân lại hỏi lại một câu, nếu tao không làm thì sao? Không làm. Trong lúc nhất thời, tâm tình mọi người rất phức tạp, vẻ mặt lại trở nên quái dị. Vừa rồi đoàn đội của gã đầu đỉnh đã bày ra sự ngang ngược bá đạo của mình, cả vệ sĩ do những phú thương kia dùng lương cao mời đến cũng bị bọn chúng đánh ngã. Đại sư Vân Lộc lại dám không đáp ứng. Chẳng lẽ đầu óc thật sự có hố sao? Gã đầu đinh cười nhạo nói, nếu mày không làm cũng được, vậy để đôi tay của mày lại, bố mày cho mày cả đời không vẽ được nữa. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh hãi. Nếu đại sư Vân Lộc không có tay thì không chỉ tổn thất giá trị 10 bức họa, mà là nỗi đau không thể cứu vãn của cả giới thi họa, là tổn thất rất lớn. Như vậy những bức họa trước đó cũng tương đương với tác phẩm cuối cùng của đại sư Vân Lộc. Những phú thương xung quanh vừa nghe vậy cũng sốt ruột,
vội vàng khuyên, đại sư, đôi tay của ngài mới là bảo bối giá trị vô giá, nhất định phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Đúng rồi đại sư, không phải chỉ là 10 bức họa sao, đối với ngài thì không phải vấn đề quá lớn, nếu bọn họ muốn thì cho họ đi. Chúng ta đều biết đại sư ngài ngông nghênh cứng cỏi, nhưng đừng hành động theo cảm tính. Mọi người sôi nối khuyên bảo. Gã đầu đinh cũng dần dần lộ ra nụ cười đắc ý. Chặt tay và vẽ 10 bức họa, chỉ căn là người có đầu óc cũng biết nên chọn như thế nào. Chắc chắn Lục Vân là người có đầu óc. Nhưng sự thật lại là Lục Vân không có đầu óc. Ít nhất trong mắt những người khác thì hẳn không xê đầu óc, bởi vì hẳn lại lắc đầu. Tranh cũng không cho, mà tay thì mày không có tư cách lấy, Lục Vân lạnh nhạt nói. Vèo. Mắt gã đầu đinh đanh lại, như đột nhiên bắn ra hai tia sắc lạnh thật sự. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cho mày cơ hội cũng không dùng được, các anh em, hầu hạ vị đại sư Vân Lộc này thật tốt cho tao. Gã đầu đinh ra lệnh một tiếng, 7-8 kẻ cơ bắp phía sau lập tức đi nhanh tới gần, trên mặt kẻ nào cũng rung động dữ tợn, trong mắt tràn ngập tàn nhẫn. Hừ, dám ăn hiếp tiểu Lục Vân nhà tao, có hỏi bà nội đây chưa? Lúc này đột nhiên có một tiếng hừ lạnh thanh thúy vang lên, chỉ thấy thân hình nóng bỏng của Liễu Yên Nhi đột nhiên trần trước mặt Lục Vân. Lục Vân, bị mắng thì em nghe, làm ra vẻ ngầu thì chị đứng ra. À, không đúng, chị vốn đã ngầu sẵn rồi, không cần làm ra vẻ. Liễu Yên Nhi xuất hiện lập tức làm 7-8 kẻ cơ bắp sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ mặt quái lạ. Gã đầu đinh dùng ánh mắt tham lam đánh giá đáng người nóng bóng quyến rũ của Liễu Yên Nhi một lượt rồi nhe hàm răng trắng ra nói, hắc hắc, thiếu chút nữa quên mất còn có đại mỹ nữ này, đừng có gấp. Chờ giải quyết đại sư Vân Lộc xong thì anh em tụi tao sẽ cho mày sướng bay lên trời. Sướng bay lên trời con mẹ mày. Tính tình của Liễu Yên Nhi rất nóng nảy, hơn nữa vốn đĩ đang buồn bực, gã đầu định nói một câu lập tức làm cô nổi điên lên. Bóng hình xinh đẹp lóe lên, một cái chân tròn trịa thon dài trắng nõn. Đôi giày trên chân lập tức thân mật tiếp xúc với một bên mắt của gã đầu đình. Sức mạnh cú đá này của Liễu Yên Nhi hoàn toàn khác với lúc dẫm lên người đàn ông lôi thôi trước đó. Gã đầu đinh ăn trọn một cú. Ngay tức khắc phốc. Mấy cái răng dính máu vẽ ra một đường cong duyên dáng ở giữa không trung, gã đầu đinh cũng tung bay ra ngoài theo hướng phát lực. Phanh. Gã ngã mạnh xuống đất. Một bên gương mặt còn lại thân mật tiếp xúc với mặt đất. Sau đó, không có sau đó nữa. Gã đầu đinh chậm chạp không nhúc nhích, thì ra đã ngất rồi. 7-8 gã đồng lõa của tên đầu đinh lúc nhìn thấy Liễu Yên Nhi đứng ra đều lộ ra vẻ mặt quái dị. Khóe miệng nhếch lên nụ cười dâm tà xấu xa, nhưng giờ phút này nụ cười đó lại cứng lại. Người biết võ. Mỹ nữ dáng người nóng bỏng này nhất định là người biết võ, nếu không không có khả năng đá ra một chân sắc bén như vậy, cũng không có khả năng làm gã đầu đỉnh ngất siêu chỉ bằng một cú đá. Đương nhiên, trong đó cũng có một phần nguyên nhân do gã đầu đinh sơ suất. Mấy người ngơ ra, ngay sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, giỏi cho một mỹ nữ táo bạo. Càng như vậy thì anh em tụi tao càng có dục vọng chinh phục, lên cho tao. Gã hét lớn một tiếng, 7-8 kẻ cơ bắp cũng mặc kệ lấy nhiều hiếp ít lấy nam khinh nữ mà nhất trí ra tay, tất cả đều tung ra công phu sở trường của mình. Đây chính là cơ hội tốt để sàm sỡ. Bọn họ ùa lên, nhưng còn chưa chạm vào góc áo của Liễu Yên Nhi liền thấy một cái đùi ngọc thon dài quét ngang lên không vài cái, tạo nên từng tiếng gió sắc bén. Trong mắt tu luyện giả thì tốc độ này có vẻ không đủ để nói gì. Nhưng ở trước mặt những cao thủ tán đả bình thường này thì lại nhanh đến cực hạn. Hoa cả mắt, không chỉ nhanh mà còn rất chính xác, cũng rất mạnh. Gần như chỉ trong chớp mắt, 7-8 tên đàn ông đã cùng văng ra ngoài. Giống như gã đầu đỉnh trước đó, gương mặt họ đều có một dấu dày đỏ tươi, cũng nhanh chóng ngất đi. Trong phút chốc, hiện trường lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Liễu Yên Nhi đều thay đổi, trở nên rất kinh ngạc. Không ngờ công phu của mỹ nữ này lại lợi hại như vậy, chỉ cần giây lát đã đá cho những người đó hôn mê bất tỉnh. Không hổ là vệ sĩ của đại sư Vân Lộc. Mọi người đều cho rằng Liễu Yên Nhi là vệ sĩ mỹ nữ do đại sư Vân Lộc mời. Cũng khó trách từ đầu đến cuối đại sư Vân Lộc vẫn mang dáng vẻ thong dong hừ, một đám chó mèo cũng dám động thủ với bà, ai cho tụi mày lá gan đó. Liễu Yên Nhi khẽ kêu một tiếng, nhìn lướt qua những kẻ còn lại trong tập thể lừa đảo với vẻ mặt rất đắc ý. Trong tập thể này, nhóm người lợi hại nhất đều bị đánh hôn mê, những kẻ còn lại một là phụ nữ, hai là đàn ông nhu nhược hơn cả phụ nữ. Nghe thấy một tiếng khẽ kêu của Liễu Yên Nhi, tất cả đều im như ve sầu mùa đông. Liễu Yên Nhi thu ánh mắt lại,
rất đắc ý hất cái cắm tuyết trắng lên. Lần này cô tới tỉnh Vân Quý là vì bái tế cha mẹ, tâm tình vốn rất nặng nề, lại gặp phải một đoàn đội giả dạng đại sư Vân Lộc ở trấn nhỏ này nên tất nhiên không nhìn được. Vậy dùng bọn họ để phát tiết một chút đi. Sau khi đánh đám người gã đầu đinh hôn mê, tâm tình của Liễu Yên Nhi quả nhiên thoải mái lên không ít. Những phú thương xung quanh thấy nguy cơ đã được giải trừ thì sôi nổi muốn tiến lên NJNS bợ đại sư Vân Lộc, kết quả bị Liễu Yên Nhi hung ác chừng một cái rồi rụt trở về. Quả ớt cay nhỏ này không dễ chọc. Thôi thôi, hôm nay may mắn nhìn thấy đại sư Vân Lộc đã đủ. Chỉ có người đàn ông lôi thôi kia đã ổn định lại sau cú đá của gã đầu đinh, sau đó liều mạng bị Liễu Yên Nhi đánh một trận mà quỳ bò tới trước mặt Lục Vân. Đại sư, tôi đã biết sai rồi, xin ngài thu tôi làm đó. Đệ đi, về sau tôi muốn đi theo ngài học vẽ người đàn ông lôi thôi cầu xin. Xin lỗi, tôi không thích nhận đồ đệ, Lục Vân vô tình nói, rất nhanh lại bổ sung một câu trong lòng, muốn thu cũng chỉ thu đồ đệ mỹ nữ. Ánh mắt của người đàn ông lôi thôi lập tức ảm đạm xuống. Nhưng ông ta vẫn không cam lòng nên lại lập tức hỏi, vậy đại sư có thể chỉ điểm một chút, rốt cuộc làm sao mới có thể vẽ ra thần tác giống như đại sư? Không. Lục Vân ngẫm nghĩ rồi nói hai chữ, tùy tâm. Tùy tâm. Người đàn ông lôi thôi trầm tư một lát rồi nói tiếp, đại sư, trước kia tôi vẽ tranh cũng là tùy tâm, nhưng vì sao không có người thưởng thức chứ? Lục Vân vốn không muốn phản ứng ông ta, nhưng thấy ông ta chấp nhất như vậy, có vẻ rất cồng nhiệt sỉ mê thi họa. Hơn nữa Lục Vân cũng biết trước đó người đàn ông lôi thôi này bị đám người gã đầu đinh mê hoặc. Hắn yên lặng nhìn lướt qua cái bản vẽ trên mặt đất. Lục Vân nhìn vào một bức họa và hỏi, tấm mặc lan đồ này là do ông vẽ. Người đàn ông lôi thôi vội vàng gật đầu, đúng, đây là bức họa rất sớm trước kia của tôi. Không thể không nói, thiên phú thi họa của người đàn ông lôi thôi này không rôi, Lục Vân nhìn chằm chằm tấm mặc lan đồ, tuyệt đối đủ bước vào nơi thanh nhã, nhưng không gặp được người thưởng thức. Sau lại ông ta lại luôn cố tình bắt chước phong cách của đại sư Vân Lộc, tuy rằng mô phỏng ra một chút ý cảnh nhưng lại có cảm giác quá cố tình, ngược lại không tự nhiên bằng bức mặc lan đồ này. Lục Vân trầm ngâm một lát rồi bỗng cầm lấy một cây bút, soạt 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 viết xuống mấy chữ lên chỗ trống của bức mặc lan đồ. Làm chính ông là được Lục Vân viết xong thì thản nhiên để lại một câu cho người đàn ông rồi cùng hồ ly tinh Liễu Yên Nhi rời khỏi nơi này. Người đàn ông lôi thôi hoang mang nhặt bức mặc lan đồ lên, khi thấy mấy chữ trên đó thì thân thể run lên kịch liệt, lã chã rơi lệ, sau đó đột nhiên dập đầu mấy cái thật mạnh về hướng Lục Vân rời đi. Cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư. Mọi người cũng nghỉ hoặc, sôi nổi tò mò nhìn về phía bức mặc lan đồ, chỉ thấy trên đó có viết 6 chữ, đại sư Vân Lộc chứng thực. 6 chữ này được viết bằng nét bút nghệ thuật, phong cách cá nhân cực kỳ mãnh liệt, người ta vừa nhìn liền biết đây là chữ của đại sư Vân Lộc. Chỉ một thoáng, đám đông sôi trào. Đại sư Vân Lộc chứng thực, đây là sự tán thành rất lớn đối với người đàn ông lôi thôi. Hạnh phúc lớn nhất trong đời một người chấp nhất theo đuổi nghệ thuật chính là một ngày kia được thần tượng tán thành. Hiện tại người đàn ông lôi thôi đang có cảm giác như vậy. Trước đó đoàn đội gã đầu đinh chỉ khen ông ta một câu là phong cách tương tự như đại sư Vân Lộc mà ông ta đã vô cùng kích động, còn thả lỏng cảnh giác với đám người đó. Hôm nay ông ta nhận được sự tán thành đến từ thần tượng của mình, đại sư Vân Lộc. Có thể đoán ra ông ta kích động đến mức nào, trực tiếp rơi lệ đầy mặt, kích động đến quỳ xuống đất dập đầu. Nhiều năm kiên trì đã trở nên đáng giá khi nhìn thấy này 6 chữ nghệ thuật kia. Ông ta dập đầu hướng về phía Lục Vân rời đi. Người đàn ông lôi thôi ôm lấy bức mặc lan đồ, coi nó như báu vật, nước mắt ào ào chảy ròng. Những phú thương xung quanh lại sáng mắt lên và nói, tiên sinh, bán bức mặc lan đồ của ngài cho tôi đi được không, tôi cho ngài 1 triệu. 1 triệu, ông đùa cái gì vậy, bức mặc lan đồ này vốn đã có tiêu chuẩn cực cao, trên đó lại có chữ ký chứng thực do đại sư Vân Lộc tự tay viết, giá trị ít nhất cũng trên 3 triệu. Hẹp hỏi. Quá hẹp hòi, tôi ra 5 triệu. Những phú thương kia đột nhiên lại kêu giá cạnh tranh, muốn thuyết phục người đàn ông lôi thôi bán bức mặc lan đồ này cho bọn họ. Kỳ thật rất nhiều nghệ thuật gia vô danh trong dân gian có trình độ rất cao, nhưng tác phẩm của bọn họ bán ra giá không cao, cũng chỉ vì 2 chữ danh tiếng. Danh tiếng không chỉ yêu cầu trình độ thi họa mà còn phí marketing, cũng chính là lăng xê khoác lác. Lúc trước không biết Thiên Huyền Tử sử dụng thủ đoạn marketing gì mà đã thổi phồng bức họa tùy bút của Lục Vân thành một trường phái. Nói như vậy cũng không thích hợp, dù sao trình độ của hắn thật sự rất cao. Đây là thiên phú, hâm mộ không được.
Dù sao tác phẩm của những họa gia dân gian không có bao nhiêu danh tiếng đó có giá trị vốn không cao, nhưng một khi khắc tên của đại sư thi họa nào đó lên thì sẽ cách biệt một trời. Ví dụ như người đàn ông lôi thôi này đi, trước đó vì lừa gạt 300 ngàn mà bọn họ phải vắt hết óc nghĩ ra đủ loại kịch bản. Nhìn lại hiện tại, chỉ vì có chữ Đại sư Vân Lộc. Chứng thực này mà giá cả tăng vọt như ngồi hỏa tiễn, vừa mở miệng đã là mấy triệu mấy triệu. Người đàn ông lôi thôi nằm mơ cũng không nghĩ đến mình thật sự có ngày được thần may mắn phù hộ. Ông ta nâng bức Mặc Lan Đồ, nghe những phú thương chung quanh gọi giá mà đôi tay không ngăn được run rẩy. Ông ta trầm mặc thật lâu, trước kia ông ta thấy 100 ngàn là đầu óc choáng váng lại đột nhiên đưa ra một quyết định khó lường. Không bán. Đây là sự tán thành của thần tượng dành cho ông ta, là một loại vinh dự, căn bản không thể dùng giá cả để đánh giá. Cho nên dù đối phương đưa ra giá cả cao bao, nhiều thì người đàn ông lôi thôi cũng kiên quyết không bán. Những phú thương đó vừa thấy như thế đều ủ rũ cụp đuôi. Người ta không chịu bán, bọn họ còn có cách nào? Chứ, không có khả năng cướp đi. Hả? Gần như cùng một lúc, rất nhiều người đều rời tầm mắt nhìn về phía những vụn giấy đầy đất dưới chân người đàn ông lôi thô. Họ nhớ đó là một bức hùng ưng tê thụ đồ chính bản, nhưng lại bị đại sư Vân Lộc làm vỡ nát. Nếu có thể dán chúng lại. Trong nháy mắt, hiện trường xuất hiện cảnh tranh đoạt. Đám người gã đầu đinh đã ngất đi không biết lại bị đám người giẫm bao nhiêu cú. Người đàn ông lôi thôi vội vàng tránh thoát, sợ những người này đoạt đi bức Mặc Lan Đồ trong lúc hỗn loạn. Lúc này, một phú thương vuốt tóc ngược cười đi tới trước mặt người đàn ông lôi thôi, duỗi tay nói, chào ông, chúng ta có thể tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện không? Người đàn ông lôi thôi lập tức cảnh giác mà nói. Tôi đã nói dù các người ra giá bao nhiêu thì tôi cũng không bán bức họa này. Người vuốt tóc ngược cười lắc đầu, ông đừng khẩn trương, tôi không phải tới mua bức Mặc Lan Đồ trên tay ông, mà là muốn bàn chuyện hợp tác với ông. Bàn chuyện hợp tác, người đàn ông lôi thôi lập tức vẻ kinh ngạc. Tôi có thể ra tiền giúp ông tổ chức triển lãm tranh, nhưng có một yêu cầu, chính là vẽ sau tất cả tác phẩm của ông chỉ có thể trao quyền cho công ty tôi sẽ chia tiền dựa theo tỷ lệ với ông, lát nữa sẽ nói chi tiết hơn trên hợp đồng. Nhìn xem, cái gì là đầu óc làm ăn? Đây là đầu óc làm ăn. Trình độ thi họa của người đàn ông lôi thôi cũng không thấp, chỉ cần có bức Mặc Lan Đồ được Đại sư Vân Lộc chứng thực coi như mánh lới thì nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều người tham quan triển lãm tranh. Đến lúc đó cứ coi bức Mặc Lan Đồ này như hàng triển lãm không bán ra ngoài, còn lại chỉ cần dùng những tác phẩm trước kia của người đàn ông lôi thôi bỏ thêm vào. Họa ra mà cả Đại sư Vân Lộc cũng tán thành, ai dám nói không tốt. Những người nói không tốt đều không hiểu thưởng thức nghệ thuật. Không nghi ngờ gì nữa, đến lúc đó giá trị của người đàn ông lôi thôi nhất định sẽ tăng vọt, giá trị tác phẩm của ông ta cũng có thể lập tức tăng lên trình độ kinh người. Cái này gọi là cơ hội thương nghiệp. Người đàn ông lôi thôi tim đập thình thịch, tất nhiên không có khả năng bỏ lỡ cơ hội tuyệt diệu như vậy, ông ta lập tức quyết định hợp tác với người vuốt tóc ngược này. Gã Lục Vân cũng không nghĩ đến hẳn tùy ý tặng ra 6 chữ đã giúp giới thí họa ra đời một vị đại sư chỉ đứng sau hẳn trong tương lai. Cái này kêu là cơ duyên. Chỉ một hành động tùy tiện của một người ưu tú đến tỏa sáng cũng có thể mang đến cơ duyên lớn cho người khác, trực tiếp thay đổi cả đời người đó. Đây cũng là vì sao lúc trước sau khi Lữ Khinh Nga biết Lục Vân chính là người thừa kế ý chí thanh đế thì khăng khăng muốn làm thân với Lục Vân. Sau khi hai người Lục Vân rời đi, Liễu Yên Nhi khó hiểu hỏi, tiểu Lục Vân, vì sao em lại viết mấy chữ cho ông quỷ lôi thôi đó? Chẳng lẽ em không biết chữ của mình giá trị ngàn vàng sao? Lục Vân cười cười nói, có lẽ do nhìn ra bản chất của người nọ không xấu, hơn nữa trình độ thi họa của ông ta thật sự không thấp, vừa rồi em nhất thời xúc động nên viết. Đó là người duy nhất bắt chước ra ý cảnh trong tác phẩm của hắn, tuy chỉ có một chút, nhưng cũng đủ để chứng minh người đàn ông lôi thôi có thiên phú cực. Cao. Thật không hiểu được em Liễu Yên Nhi nghiêng đầu, đúng lúc này cô bỗng cảm thấy áo của mình bị người ta khẽ động từ phía sau, đồng thời một cảm giác dị thường bỗng sinh ra trong lòng. Liễu Yên Nhi có thể khẳng định bàn tay kéo áo mình tuyệt đối không phải Tiểu Lục Vân. Bởi vì nếu tên lưu manh Tiểu Lục Vân thật sự ra tay thì nhất định không chỉ kéo áo, mà là di chuyển bàn tay xuống phía dưới thêm một chút, dừng lại ở vị trí cong vểnh kia. Khi Liễu Yên Nhi chuẩn bị đá thẳng một chân ra thì phía sau đột nhiên vang lên giọng nói non nớt của một cô bé, đồng thời mang theo vài phần nôn nóng, chị ơi, cứu em. Hả? Liễu Yên Nhi nhăn mày lại, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Quay đầu lại nhìn lại thì chỉ thấy người kéo áo cô là một cô bé,
nhìn dáng vẻ thì khoảng 12-13 tuổi, đôi mắt sưng đỏ như vừa khóc xong. Lục Vân cũng nhìn thấy cô bé. Tầm mắt hẳn trực tiếp nhìn xuống đầu vai trắng nõn bên trái của cô bé, trên đó có một vệt đỏ tươi. Đó không phải là máu, chắc là dạng tương tự như cái bớt. Em gái, em gặp phải khó khăn gì sao? Liễu Yên Nhi khom người, vừa chuẩn bị dò hỏi tình hình của cô bé như thế nào, nhưng lúc này lại thấy cô bé hoảng loạn liếc nhìn về phía sau, chưa kịp nói cái gì đã vội vàng chạy đi. Cô bé chạy đi không lâu thì một người đàn ông mặc áo đen đã đuổi theo. Khi chạy ngang qua hai người Lục Vân, người đó hung hãng chừng Liễu Yên Nhi một cái, hình như đang cảnh cáo cô đừng xen vào việc của người khác. Liễu Yên Nhi lập tức nhắn mày càng sâu. Lục Vân nhìn bóng dáng người áo đen, tầm ngâm nói, từ trên người người kia, em cảm giác được hơi thở của tu luyện giả, hẳn là một tu luyện giả. Tiểu Lục Vân, chị cũng có một cảm giác kỳ quái. Cảm giác kỳ quái, Lục Vân sửng sốt nói, ý chị là người đàn ông vừa rồi là tộc U Hồn. Liễu Yên Nhi có được khả năng cảm giác rất mạnh của tộc Linh Hồ, một khi xuất hiện cảm giác kỳ quái thì chứng minh đối phương không đơn giản. Không phải, nhưng Liễu Yên Nhi lại lắc đầu, nói. Cảm giác vừa rồi không giống với hơi thở trước kia chỉ cảm nhận được từ trên người tộc U Hồn, hơn nữa. Cô càng cau mày chặt hơn. Không chỉ là người đàn ông kia, hơi thở trên người cô bé lúc nãy càng nồng đậm. Hơi thở trên người cô bé càng rồng đậm. Lục Vân cũng đột nhiên nhíu mày. Liễu Yên Nhi nói, tiểu Lục Vân, hay chúng ta cùng đi qua xem đi, cô bé vừa rồi nhất định đã gặp nguy hiểm gì, nếu không sẽ không cầu cứu chúng ta. Được, Lục Vân gật đầu. Người đàn ông áo đen chưa đi được quá xa. Hai người nhanh chóng đuổi kịp và lặng lẽ đi theo ở phía sau. Sau khi theo dõi một thời gian, họ phát hiện người đàn ông áo đen tiến vào một vùng cỏ dại lan tràn. Bước chân gã chậm lại, ánh mắt như chim ưng tuần tra khắp nơi, hắn là đang tìm kiếm cô bé vừa rồi. Dạo qua một vòng mà gã vẫn không có thu hoạch gì, người đàn ông áo đen đột nhiên nghỉ chân, nhắm mắt lại tập trung một lát, giữa mày mơ hồ có chút ánh đỏ tràn ra. Tiểu súc sinh, còn muốn chạy trốn đi đâu? Đột nhiên, ánh đỏ giữa mày người đàn ông áo đen biến mất, gã mở to đôi mắt rồi nhảy dựng lên, thân hình hóa thành dáng vẽ một con chim ưng khổng lồ mà vỗ xuống. Phía sau một con dốc nhỏ trong góc núi, cô bé cuộn tròn thân mình, cảm giác được hơi thở của người đàn ông tới gần thì lập tức hét lên một tiếng. Đừng, cô bé vội vàng bò lên chuẩn bị chạy trốn, nhưng dưới chân lại bị một cái hố đất vướng ngã rồi té xuống đất. Hừ, còn không ngoan ngoãn trở về với tao. Gã cười lạnh một tiếng rồi vồ xuống, năm ngón tay mở ra như vuốt diều hâu, chuẩn bị bắt lấy cô bé. Cô bé bị dọa run bần bật, không dám mở đôi mắt ra. Vào khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, có một bóng hình xinh đẹp bỗng xẹt qua, bế cô bé lên bay nhanh rời đi, đúng lúc tránh thoát cái vồ của người đàn ông. Em gái đừng sợ, có tụi chị ở đây thì không ai có thể tổn thương em, người ra tay chính là Liễu Yên Nhi. Sau khi cô bế cô bé lên thì nhanh chóng vẽ tới bên người Lục Văn, Chí Kỳ an ủi cô bé. Nhưng cô bé vẫn lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Chị, người kia rất lợi hại, em sợ. Khi cô bé đang chạy trốn thì đúng lúc nhìn thấy Liễu Yên Nhi ra tay dạy dỗ đám người gã đầu đinh, vì thế liền chạy tới cầu cứu. Nhưng cô bé cũng biết có lẽ Liễu Yên Nhi không phải đối thủ của người đàn ông áo đen, cho nên sau khi nói một câu thì lập tức vội vội vàng vàng rời đi. Bởi vì người đàn ông áo đen kia đã phát hiện cô bé. Lúc này người đàn ông áo đen tung một chiêu thất bại lộ ra vẻ mặt âm trầm nhìn về phía Liễu Yên Nhi, nói, cô em. Vừa rồi hình như tao đã cảnh cáo đừng xen vào việc của người khác. Phi, hôm nay bà đây nhất định phải xen vào chuyện này, mày có thể làm gì được tao? Liễu Yên Nhi không chút nào yếu thế mà nói. Vậy thì mày đang tự tìm đường chết. Người đàn ông áo đen đột nhiên đi nhanh tới bên này, hơi thở tu luyện giả trên người hoàn toàn phóng thích ra, rõ ràng là tu vi trúc cơ kỳ. Trong nháy mắt gã phóng ra hơi thở, cô bé lập tức run rẩy càng kịch liệt, vẻ mặt cũng càng hoảng sợ. Người đàn ông áo đen vừa bước tới vừa cười lạnh nói, cô em, tao thấy hình như mày cũng là tu luyện giả, nhưng cảnh giới của mày quá thấp, thật sự muốn xen vào chuyện này à? Vừa rồi Liễu Yên Nhi tiến lên cứu cô bé đã vận dụng chân khí, cho nên người đàn ông áo đen lập tức phát hiện cô là tu vi luyện khí tăng 5. Luyện khí tăng 5 đối đầu với tu luyện giả trúc cơ kỳ là gã thì hoàn toàn không đủ xem. Cho nên người đàn ông áo đen cảm thấy Liễu Yên Nhi căn bản đang tự tìm đường chết. Nhưng làm người đàn ông áo đen không ngờ đến là sau khi Liễu Yên Nhi cảm nhận được hơi thở của gã thì không những không sợ, còn trừng lớn mắt phản kích,
còn không phải là trúc cơ kỳ sao, mày hung hăng cái gì, có tin bà đây thả chó cắn mày không? Lục Vân, chị mới là chó, cả nhà chị đều là chó, không đúng, chị là hồ ly tinh, đồ hồ ly tinh lẳng lơ. Lục Vân thầm hung hăng mắng Liễu Yên Nhi một trận, sau đó hắn quyết định phải khí phách một lần nên yên lặng lui về phía sau vài bước. Hắn vừa lui thì Liễu Yên Nhi lập tức không vui, quay đầu trừng hẳn và nói, tiểu Lục Vân, em đang làm gì đó, hôm nay nhát như vậy sao? Liễu Yên Nhi biết thực lực của mình kém xa người đàn ông áo đen, tất cả tự tin của cô đều đến từ Lục Vân. Hiện tại Lục Vân lùi về phía sau vài bước làm Liễu Yên Nhi lập tức chột dạ. Lục Vân bĩu môi nói, không phải chị nói muốn thả chó cắn hắn sao, chó của chị đâu, mau thả ra đi, dù sao em cũng không phải con chó đó. Liễu Yên Nhi mắt trợn trắng, vừa rồi chị chỉ buông lời hung ác thôi em hiểu không? Không tàn nhẫn một chút thì kẻ đối diện sẽ sợ hãi sao? Vậy chị cũng không thể nói em là chó, hơn nữa chị xem hẳn có giống như bị lời nói tàn nhẫn của chị dọa sợ không? Đâu ra chuyện như vậy, đối đầu với kẻ địch mạnh mà lại độc miệng tổn hại đồng đội của mình trước thật quá đáng. Dù sao ông đây tuyệt đối không làm con chó này, đánh chết cũng không. Lục Vân rất khí phách mà nghĩ. Vẻ mặt của Liễu Yên Nhi lập tức dịu lại, lộ vẻ oan ức nói, xin lỗi mà tiểu Lục Vân, người ta biết sai rồi, về sau không mắng em là chó nữa, chẳng lẽ em muốn trơ mắt nhìn chị bị người ta đánh chết sao? Gương mặt hồ ly quyến rũ, đôi mắt hẹp dài ngập nước, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Nhìn thế nào cũng làm người ta đau lòng. Nhưng Lục Vân đã quyết tâm nên nói với người đàn ông áo đen kia, nói rõ trước, người xen vào việc của người khác là con hồ ly tinh này, không liên quan gì đến tôi cả. Người đàn ông áo đen hừ lạnh một tiếng, khinh thường phản ứng Lục Vân. Thấy thái độ này của Lục Vân, sau đó lại nghe hắn gọi mình là hồ ly tinh, Liễu Yên Nhi tức giận đến nghiến răng kéo kẹt. Tiểu Lục Vân đáng chết. Liễu Yên Nhi thật muốn tiến lên đấm hẳn một trận, nhưng đôi mắt đột nhiên lóe lên. Eo Liễu lắc lư đi tới trước mặt Lục Vân rồi vươn một tay tháo khẩu trang của hắn xuống. Ngay sau đó, cô hôn một cái chốc lên má hắn. Tiểu Lục Vân, em giúp tụi chị sao, em xem em gái này đáng thương biết bao. U Yên Nhỉ hôn xong lại nắm lấy cánh tay Lục Vân mà lắc lắc. Trong nháy mắt đó, nhiệt huyết trong cơ thể Lục Vân cuộn trào, tạch một tiếng đã vọt lên trán. Không sợ Liễu Yên Nhi thô bạo, chỉ sợ Liễu Yên Nhi làm nũng. Quá hay. Nhưng Lục Vân đã thề tuyệt đối sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Em đường đường là Vân Thiên Thần Quân, là người không có khí phách như vậy sao? Lục Vân hung hãng nhìn chằm chằm Liễu Yên Nhi một cái rồi nói, hồ ly tỉnh, chị nhìn người thật chính lập tức bắt được uy hiếp của em, bị chị hôn như. Vậy thì sao em cứng rắn được nữa? Nhất định phải kiên cường. Trốn ra sau em đi. Lục Vân vươn một tay kéo Liễu Yên Nhi và cô bé kia đến phía sau rồi bước lên rước một bước. Chặn người đàn ông áo đen kia lại, không biết các hạ có nhận ra tôi không? Khẩu trang đã bị Liễu Yên Nhi tháo xuống, Lục Vân dứt khoát cũng tháo mũ và kính râm xuống luôn. Người đàn ông áo đen đột nhiên dừng bước. Hắn ta cẩn thận nhìn Lục Vân một hồi rồi bỗng lộ ra một tỉa kinh ngạc, nhưng sau đó lại cười nhạo nói, tao tưởng là ai, thì ra là thần bảo hộ của Long Quốc. Chúng ta, thân quân điện hạ. Khi khẩu trang của Lục Vân bị tháo xuống, người đàn ông áo đen liền cảm thấy hẳn hơi quen mắt. Giờ phút này rốt cuộc hẳn ta cũng hoàn toàn nhận ra đó chính là Thiên Sát Vương. Lục Vân thấy hẳn ta đã nhận ra mình thì cười cười và nói, nếu anh đã biết thân phận của tôi thì tôi nói mình muốn bảo vệ cô bé này có vấn đề gì không? Người đàn ông áo đen nghe thấy lời này thì lập tức dùng ánh mắt quái dị nhìn Lục Vân, vẻ mặt cũng càng kỳ quái. Thiên Sát Vương, mày thật sự nghĩ mình ghê gớm lắm à? Người đàn ông áo đen châm biếm nói. Đó là đương nhiên. Nói thế nào thì tôi cũng là thần bảo hộ của Long Quốc, chẳng lẽ trong mắt anh thì vậy chưa ghê gớm? Chẳng lẽ anh không sợ tôi? Lục Vân tự tin nói. Vô chi, người đàn ông áo đen trầm mặc một lát rồi bỗng phun ra hai chữ. Sau đó hắn ta lộ ra vẻ mặt thương hại mà nói, cái gọi là thần bảo hộ Long Quốc chỉ là những kẻ tầm thường đó gọi mày thôi, trong mắt loại người như tụi tao thì mày chỉ là trò cười. Loại người như các người? Lục Vân nheo mắt, rất hứng thú mà hỏi. Các người là loại người nào? Mày còn chưa xứng biết, dù sao cũng là người mà mày không trêu chọc nổi. Người đàn ông áo đen không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với Lục Vân nên ánh mắt đột nhiên trầm xuống, lại bước nhanh tới gần. Thiên Sát Vương, tuy tụi tao xem thường mày, nhưng trong mắt đám người thế tục thì tốt xấu gì mày cũng là nhân vật có uy tín danh dự,
đừng vì một con đàn bà mà làm mình rơi vào kết cục thân bại danh liệt. Trong mắt người đàn ông áo đen, Lục Vân bị nữ sắc làm mê muội đầu óc. Vừa rồi người phụ nữ kia hôn hẳn một cái là hắn lập tức hai lên, loại định lực này thật sự quá yếu ớt, về sau nhất định sẽ không có tiền đồ gì lớn nổi. Hân làm màu trước mặt những kẻ tục tằng kia còn được, dám làm ra vẻ với cao thủ chân chính thì thuần túy là tìm đường chết. Người đàn ông áo đen nhanh chóng tới gần, khi sắp đến trước mặt Lục Vân thì đột nhiên quát một tiếng, cút. Khí thế trúc cơ kỳ lại càn quét ra. Cỏ dại trong khu đất hoang bay tán loạn, bùn đất văng nơi nơi. Trong khoảnh khắc cát bay đá chạy, Liễu Yên Nhi vội vàng ôm chặt cô bé rồi vươn một bàn tay ngọc che khuất đôi mắt cô. Lục Vân đứng sừng sững bất động trong đồng đất cát bay. Người đàn ông áo đen không kinh ngạc chút nào, cười lạnh nói, Thiên Sát Vương, mày cảm thấy lấy thực lực của tao mà đi nghênh chiến trăm thần cảnh kia thì có phải cũng không cần phí chút sức lực nào không? Có phải tao có thể được đám phàm tục kia tôn sùng thành thần bảo hộ không? Lời này của hắn ta tràn ngập châm chọc. Ý là 100 thần cảnh nhân tạo của liên minh thí thần giả lúc trước chỉ là đám kiến trong mắt hắn ta thôi. Đánh bại đám kiến kia không phải là chuyện gì đáng kiêu ngạo. Cái gì mà thần bảo hộ Long Quốc, một tu luyện giả trúc cơ kỳ bất kỳ nào đi ra cũng có thể thay thế. Cho nên thật sự không cần kể công kiêu ngạo, bởi ông Lao đó còn không bằng chó má. Mày làm được thì tao cũng làm được, không chỉ tao mà còn có rất nhiều người đều làm được, chỉ là tụi tao không ham hư vinh như mày. Tụi tao khinh thường lấy những hư danh đó. Người đàn ông áo đen không quên chào phúng Lục Vân một phen. Ngay sau đó, hắn ta ngang nhiên ra tay. Bàn tay lại cong lại thành chảo, hóa thành năm lưỡi dao sắc bén chộp thẳng vào cổ Lục Vân. Hắn ta muốn đưa Lục Vân xuống địa ngục trong thời gian ngắn nhất. Mày thực tự tin, Lục Vân lại không chút hoang mang mà nhếch khóe môi lên khẽ cười, chờ tay của người đàn ông áo đen sắp đến gần thì đột nhiên nghiêng người vò tới trước, không lùi mà tiến tới. Tứ chi của hai người tiếp xúc trong nháy mắt. Người đàn ông áo đen cong năm ngón tay lại, không dừng ở cổ Lục Vân mà chộp vào vai hắn. Hắn ta cảm thấy ảnh hưởng không lớn, cứ bóp nát bả vai Thiên Sát Vương trước rồi lại tung một chưởng đánh nát đầu hắn. Chỉ thêm một bước mà thôi. Người đàn ông áo đen cười lạnh một tiếng, ngón tay chợt phát lực, một sức mạnh hỗn tạp chân khí xuyên vào bả vai Lục Vân, muốn chấn vỡ vai của hắn. Nhưng mà lúc này lại nghe Lục Vân thản nhiên nói. Tao không biết tụi mày là loại người nào, nhưng cái tụi mày thấy cũng chỉ là chút bề nổi của tao thôi. Tiếng nói vừa dứt, Lục Vân đột nhiên nắm tay đập mạnh vào bụng người đàn ông áo đen. Hai mắt hắn ta đột nhiên phát lạnh, cũng không có ý lui về phía sau. Ngón tay hắn ta khống chế bả vai Lục Vân trước, dưới tình huống bình thường người bị thương trước nhất định là Lục Vân, chỉ cần bả vai Lục Vân vỡ thì cánh tay sẽ không thể tiếp tục phát lực được. Cái này gọi là chiếm trước cơ hội. Tuy quá trình giao thủ cực kỳ ngắn ngủi, hai bên ra tay cũng chỉ có giây lát, nhưng trong chớp mắt đó đã đủ ảnh hưởng kết quả chiến đấu. Người đàn ông áo đen chắc chắn nắm tay của Lục Vân sau không phải mấy giây đấm ra ngoài thì sẽ bị rút mất lực, bởi vì trước khi hắn phát lực thì mình đã bóp nát vai hắn rồi. Rắc! Chân khí của người đàn ông áo đen xuyên vào bả vai Lục Vân, nhưng chỉ sau một giây thì sắc mặt lại đột nhiên thay đổi. Bả vai của Lục Vân quá cứng. Một chảo của hắn ta không thể tạo thành tổn thương gì cho hắn cả. Không xong, người đàn ông áo đen thầm kêu to không ổn. Quả nhiên giây tiếp theo, một sức mạnh khủng bố đột nhiên lan tràn ra từ bụng hắn ta. Âm vang, cảm giác như bị một ngọn núi lớn đập mạnh vào, bụng người đàn ông áo đen đột nhiên lõm xuống, miệng phun máu tươi, để lại một đường cong đỏ tươi ở giữa không trung. Phanh, thân thể hắn ta rơi thật mạnh xuống đất, làm mặt đất lún ra một cái hố thật lớn. Hiện tại mày còn dám tự tin như vậy không? Lục Vân không quan tâm người đàn ông áo đen sống hay chết, chỉ tùy ý nhìn lướt qua cái hố kia rồi nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu. Hắn đang chuẩn bị xoay người. Khụ khụ. Đột nhiên trong cái hố truyền đến tiếng ho khan suy yếu, tiếp theo liền thấy thân thể người đàn ông áo đen hơi mấp máy. Không chết à, sức sống rất cứng cỏi. Lục Vân hơi kinh ngạc. Sức lực mà hắn tung ra vừa rồi đủ để đánh chết tu luyện giả trúc cơ tiền kỳ. Không thấy vừa rồi bụng người đàn ông áo đen suýt bị đục lỗ sao. Nhưng hắn ta lại không chết. Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của Lục Vân. Thiên Sát Vương mày quả nhiên có chút bản lĩnh, là tao coi thường. Mày, khụ, người đàn ông áo đen bò ra từ vũng bùn, cực kỳ chật vật, bụng đã lõm xuống thật sâu, đang ào ào chảy máu. Bị thương thành như vậy còn có thể sống sót, thật là kỳ tích.
Thiên Sát Vương, người đàn ông áo đen nằm liệt dưới đất, ổn định lại một hồi thì bỗng dùng ánh mắt âm u nhìn chăm chú vào Lục Vân, nói, mày rất lợi hại, nhưng trên đời này còn rất nhiều thứ mày không biết. Câu nói rất quen thuộc. Lục Vân nhớ lúc trước tộc U Hồn nhìn trộm biệt thự Lục Nhân mấy ngày cũng từng nói như vậy. Lục Vân cười khẽ và nói, có lẽ là vậy, tao không phải thần, đương nhiên không có khả năng biết được mọi chuyện, nhưng mặc kệ có bao nhiêu thứ tao không biết thì chỉ cần tao có hai nắm đấm sắt này thì cứ đánh nát là được rồi. Lục Vân tự tin nhìn nắm tay của mình. Thật là ngông cuồng, Thiên Sát Vương, mày và tao vốn nước giếng không phạm nước sông, tao cũng không muốn vận dụng sức mạnh kia, nhưng mày khinh người quá đáng, hôm nay tao liều mạng hiến tế linh hồn cũng muốn chém. Giết mày ở đây. Vậy à, Lục Vân nhướng mày, xem ra người đàn ông áo đen này còn có công phu chưa thi triển Red. Vậy thì hắn rửa mắt mong chờ. Lục Vân cực kỳ hiếu kỳ mà nhìn người đàn ông áo đen. Người đàn ông áo đen không đứng lên mà vẫn nằm liệt dưới đất, lại nhắm chặt hai mắt lại, mà chỗ giữa mày của hắn ta có một ánh sáng đỏ mơ hồ lập lòe. Trước đó hắn ta đã sử dụng phương pháp này để tìm được cô bé trốn trong góc. Lục Vân càng tò mò. Xèo. Đúng lúc này, giữa mày người đàn ông áo đen sáng bừng ánh đỏ, cứ như mở ra một cái đèn lớn màu máu, mà chỗ ánh đèn chiếu xuống lại quỷ dị ngưng tụ ra một hư ảnh khổng lồ. Đó là một hư ảnh huyết lang. Ở cổ huyết lang dựng đứng một vòng lông đỏ, nó nhìn xuống người đàn ông áo đen từ trên cao, trông thật uy phong lẫm liệt. Ngô Tam, ngươi triệu hồi bổn tọa ra là vì chuyện gì? Huyết lang đột nhiên mở miệng nói chuyện, giọng nói như truyền đến từ xa xưa, mang theo sự uy nghiêm vô tận. Lục Vân và Liễu Yên Nhi thấy hư ảnh huyết lang này và nghe nó phun tiếng người thì đều hơi kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ kinh ngạc mà thôi, rất nhanh họ đã bình tĩnh lại. Lúc trước ở ngục giam Long Hồn, bọn họ còn từng gặp cả rồng, giờ nhìn thấy mấy thứ này cũng không cảm thấy lạ lùng gì lắm. Chỉ là hơi tò mò người tên là Ngô Tam này làm sao triệu hồi huyết lang ra được, mà triệu hồi nó ra thì có thể làm gì. Hai người Lục Vân đều nghĩ như vậy. Nhưng vào thời khắc hư ảnh huyết lang xuất hiện, cô bé được Liễu Yên Nhi ôm trong lòng ngực lại nhăn mặt lại mà hô đau, chị, em rất khó chịu. Liễu Yên Nhi cúi đầu nhìn xuống thì lập tức đanh mặt lại. Đôi mắt của Liễu Yên Nhi đột nhiên đanh lại. Chỉ thấy cái bớt đỏ như máu bên vai trái của cô bé hoàn toàn lộ ra ngoài. Rõ ràng là một đồ án huyết lang. Giống con mà Ngô Tam triệu hồi ra y như đúc, chẳng qua là bản mini thôi. Lúc này ấn ký huyết lang này đang đứt quãng phóng thích hào quang, thân thể cô bé cũng càng ngày càng nóng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Đây là bệnh trạng xuất hiện sau khi Ngô Tam triệu hồi ra hư ảnh huyết lang kia. Liễu Yên Nhi lập tức nôn nóng nói với Lục Vân, tiểu Lục Vân, em mau lại đây nhìn xem thân thể em gái có vẻ không thích hợp. Lục Vân trở lại bên người Liễu Yên Nhi, ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát cô bé. Hắn cau mày lại. Trước kia hẳn chưa từng nhìn thấy tình huống quỷ dị như vậy. Nhưng có thể xác định là sở dĩ cô bé xuất hiện loại bệnh trạng này nhất định có liên quan đến ấn ký huyết lang trên vai cô. Lục Vân không biết thông qua thi châm độ chân khí vào có thể giảm bớt loại bệnh trạng này hay không, hắn chỉ biết trước mắt không phải lúc để thi châm. Chỉ thấy Ngô Tam kia nhầm hai mắt lại, vẻ mặt lại cực kỳ thành kính mà nói, Ma Lang đại nhân, xin cho phép tôi mượn một chút sức mạnh của ngài. Hiến tế 1/3 linh hồn hư ảnh huyết lang không từ chối mà uy nghiêm nói. Ngô Tam cung kính dập đầu xuống đất 3 cái. Sau khi dập đầu xong, hư ảnh huyết lang đột nhiên ngưng tụ thành một ánh đỏ rồi chui trở về giữa mày của Ngô Tam. Trong nháy mắt tiếp theo, đôi mắt nhắm chặt của Ngô Tam đột nhiên mở ra. Chỉ thấy thân thể vốn đã thoi thóp của hắn ta lại khí huyết tràn trề lên lần nữa, cái bụng cũng ngừng đổ máu một cách quỷ dị. Thiên Sát Vương, mày hại tao phải hiến tế 1/3 linh hồn, món nợ này phải dùng mạng của mày để trả. Ngô Tam giống lên một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm Lục Vân, chân khí xung quanh thân thể tự động nhuộm đẫm thành màu đỏ rồi ngưng tụ ra một hư ảnh, đó là huyết lang trước đó đã biến mất. Chẳng qua giờ phút này hư ảnh bao bọc lấy thân thể Ngô Tam có màu sắc nhạt hơn vừa rồi rất nhiều. Đền mạng cho tao, Ngô Tam đột nhiên bước lên trước, thân thể lấy tốc độ cực nhanh mà đánh tới. Khí thế của hắn ta không chỉ khôi phục mà còn mạnh hơn trước đó, tốc độ càng nhanh, công kích cũng càng hung hiểm hơn, thậm chí còn có thêm một tia hung ác. Lục Vân quá quen thuộc với loại hơi thở này. Bản năng trong xương cốt hắn lại bị kích thích ra, trong lòng cực kỳ khát vọng. Lục Vân cố kiềm nén mà nói với Liễu Yên Nhi, muốn biết rõ rốt cuộc tình hình của cô bé là như thế nào thì hỏi Ngô Tam này là được. Nói xong,
hắn quay đầu nhìn về phía Ngô Tam. Lúc này Ngô Tam đã xông đến gần đó, hư ảnh huyết lang ngưng tụ ra trên người giao cho hắn ta sức mạnh cưỡng bạo, đủ để đánh chết một tu luyện giả trúc cơ trung kỳ, thậm chí là trúc cơ hậu kỳ. Oanh! Ngô Tam tung quyền. Một cái vuốt sói màu máu thật lớn cũng bay ra theo một quyền của hắn ta, từ không trung giáng xuống, vết vuốt màu đỏ nhạt có độ sắc bén không yếu hơn lưỡi bảo kiếm chút nào. Xèo xèo xèo. Cứ như xé rách không khí. Lục Vân lấy thân thể của mình làm trung tâm để hình thành một cái chắn chân khí, chủ yếu là sợ đòn công kích của Ngô Tam sẽ lan đến gần hai người Liễu Yên Nhi. Dù sao với uy lực của đòn công kích này, chỉ cần chạm nhẹ vào một cái cũng dẫn tới trọng thương. Chỉ dựa vào cái chắn chân khí này cũng vọng tưởng chống cự sức mạnh của Ma Lang đại nhân, Thiên Sát Vương, mày thật là nằm mơ giữa ban ngày. Ngô Tam cười dữ tợn một tiếng, cái vuốt sói lập tức chộp đến. Phải không? Lục Vân lại lộ ra nụ cười quái lạ, chủ động bước ra khỏi cái chắn chân khí rồi đón lấy cái vuốt của Ma Lang, đột nhiên tung một quyền ra ngoài. Tao đã nói mặc kệ trên đời này có bao nhiêu thứ mà tao không biết, chỉ cần tao có đôi tay sắt này thì sẽ lăn lượt nghiền nát. Lục Vân tự tin nói xong rồi ngang nhiên va chạm năm tay với vuốt sói. Phanh! Chân khí dao động kịch liệt, nổ vang như sấm sét. Trong nháy mắt chạm vào vuốt sói, khát vọng khắc vào huyết mạch của Lục Vân điên cuồng trào ra, cần nuốt lý trí của hắn. Hắn rất muốn, đặc biệt muốn, cực kỳ muốn cắt bàn tay rồi dùng máu tươi của mình đi cần nuốt hư ảnh huyết lang kia. Nhưng hắn cố kiềm nén lại. Bởi vì thời cơ chưa tới. Tựa như lúc trước ở ngục giam long hồn sau khi cân nuốt hồn huyết long vào người thì Lục Vân hoàn toàn không giữ được, rất nhanh đã để nó thoát ra ngoài. Hiện tại Lục Vân còn chưa biết cách khống chế thứ này. Cho dù trong lòng khát vọng đến mấy thì hắn chỉ có thể chịu đựng. Hơn nữa hư ảnh trước mắt chỉ do Ngô Tam triệu hồi ra, là món khai vị, nhất định còn có bất ngờ lớn hơn ở phía sau. Lục Vân không muốn rút dây động rừng quá sớm. Ít nhất phải chờ sau khi hắn nắm giữ phương pháp áp chế thì mới để lộ bí mật máu của mình có thể cần nuốt. Cho nên lần này Lục Vân chỉ dùng chân khí hùng, mạnh bao lấy nắm tay rồi tung ra ngoài. Khi một tiếng vang lớn động trời vang lên thì cái vuốt sói quét xuống đột nhiên run lên, ngay sau đó thì rách nát. Răng rắc, Lục Vân lại nhanh chóng đấm ra một quyền, sau khi cái vuốt bị đánh gãy thì hư ảnh huyết lang ngưng tụ ra xung quanh thân thể Ngô Tam liên tục rách nát như pha lê yếu ớt. Mày! Ngô Tam lập tức trừng to hai mắt, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Mất đi sức mạnh huyết lang, khí thế hắn ta cố tạo dựng nên lập tức xỉu xuống. Căn bản không cần Lục Vân tiếp tục ra tay, vào khoảnh khắc hư ảnh huyết lang tan rã thì Ngô Tam đã ngã văng ra ngoài, máu tươi điên cuồng trào ra từ miệng. Phốc! Khi thấy hắn ta sắp tắt thở, bóng dáng của Lục Vân chợt lóe lên, bỗng bước nhanh xông lên rồi dùng kim châm khóa chặt sự sống và treo lấy hơi thở cuối cùng của Ngô Tam. Đồng thời hắn phong kín huyệt vị của Ngô Tam để ngăn chặn chân khí vận hành, phòng ngừa hắn ta tự nổ tung. Sau khi trải qua chuyện của đám tộc U Hồn, hiện tại Lục Vân đã học khôn lên, trước khi chưa hỏi ra đáp án mình muốn thì tuyệt đối không cho phép đối phương tự nổ tung. Đây đều là kinh nghiệm. Lúc cái bóng huyết lang mà Ngô Tam triệu hồi ra biến mất thì ấn ký trên vai trái của cô bé không còn tỏa sáng nữa, cảm giác nóng rực trên da cũng từ từ tan biến. Chứng tỏ dấu hiệu bệnh của cô bé liên quan đến huyết lang. Lục Vân để lại một cuối cùng cho Ngô Tam, hờ hững nói rằng, mày tên là Ngô Tam đúng không, hiện tại có thể nói cho tao nghe rốt cuộc là thế nào không? Ha ha, Thiên Sát Vương, mày nghĩ đánh bại tao thì con sức sinh nhỏ này có thể bình yên vô sự à? Ngây thơ, mày quá ngây thơ rồi, Ma Lang đại nhân tuyệt đối sẽ không tha cho nó. Khụ, Ngô Tam vừa giữ tợn cười lớn vừa hộc từng ngụm máu. Thân thể hắn ta đã yếu đến cực hạn, nếu như không phải Lục Vân dùng kim châm giữ mạng thì hắn ta đã sớm đứt hơi mà lìa đời. Thấy đến lúc này rồi mà Ngô Tam còn dám lớn lối như vậy, Lục Vân nhìn không được cau mày lại. Răng rắc, hắn tung một cước giẫm xuống, đạp gãy một chân của Ngô Tam. Ngô Tam đầu tiên là kêu thảm một tiếng, nhưng sau đó lại lộ ra nụ cười nhạt giữ tợn bất khuất, cứ như mặc kệ Lục Vân ngược đãi hắn ta thế nào cũng không chịu khuất phục. Cũng khí phách lầm. Nhưng khí phách của mày không có tác dụng trước mặt tao. Lục Vân lắc đầu rồi lấy ra mấy cây kim châm, liên tiếp đâm vào huyệt vị trên người Ngô Tam. Đó là cửu chuyển hồi dương châm bản đảo ngược. Mặc dù Ngô Tam là tu luyện giả, nhưng hiện tại chân khí của hắn ta đã bị đóng lại nên không khác gì với người thường lắm. Cây châm đầu tiên đâm xuống lập tức làm Ngô Tam phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt.
Nhưng hắn ta vẫn cố nhịn. Cắn chặt răng. Nổi gân xanh. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lục Vân đã đâm vào cây châm thứ ba. Ngô Tam còn đang cố nhịn. Không hổ là tu luyện giả, sự nhẫn nại này mạnh hơn người bình thường và tu võ giả nhiều. Lục Vân đột nhiên có một ý tưởng hay hơn, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Chỉ thấy hắn đột nhiên rút hết toàn bộ 10 cây kim châm ra. Phụt! Ngón trỏ phải của hắn đột nhiên dâng lên một ngọn lửa. Ngô Tam sửng sốt, cảm nhận được khí tức của ngọn lửa này thì kinh hãi nói, đây là... Linh hỏa, sao ngón tay của mày có thể sinh ra linh hỏa? Ngô Tam chưa từng gặp qua cảnh tượng quỷ dị như vậy. Linh hỏa là linh vật sinh ra trong thiên địa, đã có linh trí, uy lực của nó không phải ngọn lửa bình thường có thể so được. Cho dù là chân khí của tu luyện giả đụng phải loại linh hỏa này cũng có thể bị thiêu đốt hầu như không còn. Thiên sát phương này lại có thể dùng ngón tay tung ra linh hỏa. Thật là quá hoang đường. Ngô Tam chưa từng nghe thấy. Lục Vân vừa cười vừa nói, tao đã nói nhận thức của tụi mày đối với tao chỉ là bê nổi thôi. Nói xong, tay trái hẳn nằm lấy một kim châm rồi hơ lên linh hỏa, xẹt một tiếng cây kim châm đã nóng đỏ bừng lên. Nếu khống chế cường độ ngọn lửa này không tốt thì có thể sẽ trực tiếp làm kim châm tan chảy. Lục Vân quan sát cây kim này một chút rồi hài lòng gật đầu, sau đó mà bắt đầu tới gần Ngô Tam. Ngô Tam run lên bần bật, mày muốn làm cái gì? Không nói đến cây kim châm nóng rực, chỉ xét đến khí thức linh hỏa trên đó thì khi châm này đâm xuống đã trực tiếp làm Ngô Tam chửi ầm lên, thân thể theo phán xạ mà bật lên. Lục Vân không chút lưu tình đè hắn ta lại. Hắn rất hài lòng với. So với bản cửu chuyển hồi dương châm đảo ngược thì châm hiện tại đã ngang với 10 châm trước đó. Không phải sức chịu đựng của tu luyện giả rất mạnh sao, tao xem mày có thể chịu tới khí nào. Lục Vân cầm lấy cây kim thứ hai rồi hơ trên linh hỏa. Sau đó đâm vào huyệt vị của Ngô Tam. Cả khuôn mặt Ngô Tam đã bắt đầu tím lên, liều mạng điều động chân khí trong cơ thể, muốn tự nổ tung. Tuy rằng uy lực của tu luyện giả trúc cơ kỳ nổ tung không so được với kim đan tự nổ, chỉ có thể dùng để tự sát, không thể làm bị thương đối thủ giống như kim đan. Nhưng hiện tại Ngô Tam rất muốn tự sát. Cảm giác bây giờ của hắn ta thật sự sống không bằng chết, còn không bằng chết luôn cho xong. Đáng tiếc. Chân khí của hắn ta sớm bị phong lại, đâu dễ dàng tự sát như vậy. Lục Vân đã lấy ra kim châm thứ ba. Rốt cục Ngô Tam cũng sợ, điên cuồng co quắp nói rằng, tôi nói, thiên sát phương, anh muốn biết cái gì, tôi nói hết ra, chỉ căn anh dứt khoát cho tôi chết, a. À. Hắn ta lại kêu thảm một tiếng, suýt đã trợn trắng mắt bất tỉnh. Mẹ nó, không phải đã bảo nói hết rồi sao, mày còn đâm. Nội tâm Ngô Tam tan vỡ. Lục Vân lộ vẻ áy náy mà nói rằng, hì hì, xin lỗi, nhất thời nhanh tay, mày sớm chịu thua thì đâu phải chịu khổ như vậy rồi, thực là tự rước lấy khổ mà. Ngô Tam, Lục Vân dập tắt linh hỏa trên ngón tay, mở miệng nói cho tao nghe trước xem thân phận của mày là gì, có vẻ rất lợi hại. Lúc nãy Ngô Tam này làm ra vẻ mà nói Lục Vân còn chưa đủ tư cách biết thân phận của những người như họ, thành công khiến Lục Vân cảm thấy hứng thú. Hôm nay không hỏi rõ ràng thì hắn nhất định không cho Ngô Tam dễ dàng chết như vậy. Ngô Tam mở mắt trừng trừng nhìn ngón tay của Lục Vân, khi linh hỏa bị hút về thì cả linh hồn hẳn ta đều run rẩy. Thiên sát phương này thật sự không hợp lẽ thường mà. Hắn ta không dám giấu giếm gì nữa. Tôi đến từ thế gia đồ đẳng, Ngô gia Ngô Tam nói đúng sự thật. Thế gia đồ đẳng. Không sai, kỳ thực trên thế giới này cất chứa rất nhiều thế gia đồ đẳng. Những đồ đẳng này đều đến từ thời kỳ thượng cổ, mà đồ đẳng của Ngô gia chúng tôi là Ma Lang đại nhân. Là con huyết lang mày vừa triệu hồi ra à? Ngô Tam gật đầu nói, đó chính là Ma Lang đại nhân, người của thế gia đồ đẳng từ khi sinh ra đã có sẵn năng lực triệu hoán đồ đẳng, là người may mắn được đồ đẳng che chở. Vậy thì khó trách. Đôi mắt Lục Vân lóe sáng. Thế giới này thật là phức tạp, thì ra trước đây hắn chỉ tiếp xúc được bề nổi thôi, còn có rất nhiều thứ ẩn núp. Căn bản chưa dò xét được bao nhiêu cả. U hồn tộc là vậy. Thế gia đồ đăng cũng như thế. Lục Vân ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi, vừa rồi tao thấy mày triệu hồi ra con huyết lang kia, nó bảo là muốn mày hiến tế 1/3 linh hồn, chuyện này là thế nào? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 42.